Dừng, đúng rồi, chậm rãi, full rang, đá thẳng lên. Thẳng lên. Đá thẳng chân là cái lúc mà đó là cơ mình nó bị ép được nhiều nhất. Chậm nè, chậm. Chậm, nghe thầy nói là chậm thôi. Cái răng ngắn quá, cái răng dài á. Đó. Cái giờ án superset nó rất quan trọng cho phụ nữ và nó rất quan trọng cho nhân viên văn phòng chúng tôi. Tại sao? Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tập gym của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chỉ cho Hương Trần tập gym nữ tâm kinh tầng số 5. Cụ thể là ở đây là chúng ta sẽ tập giáo án superset hai nhóm cơ đối lập. Superset hai nhóm cơ đối lập là cái phương pháp mà superset dễ tập nhất. Nó lợi dụng những cái ưu điểm của phòng theo là gym, nó có những hệ máy VIP dày và những cái máy đó được bố trí gần nhau mà cái mật độ khách tập nó không có quá đông như những cái phòng kia. Nên các bạn sẽ sử dụng hai cái máy mà chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại. Thì ở bài đầu tiên ngày hôm nay á thì Duy sẽ cho Thu Hương tập nhóm cơ là đùi kết hợp với eo, tức là hai nhóm cơ là không liên quan gì hết á. Đùi với eo là không liên quan hết. Mình lợi dụng lúc mà mình tập cơ đùi thì cơ eo nó nghỉ và ngược lại. Mình tập một cái cường độ cao vô ngồi đi em, và nên nhớ đây là giáo án gym nữ tâm kinh tầng số 5 nha. Không minh họa hết được buổi tập các bạn, chỉ minh họa cho các bạn một bài superset hoàn chỉnh. Những bài khác bạn áp dụng theo ngồi ghế là thấy sai rồi không? Cái này nó phải cao lên xíu. Cái lưng đi ra, cái lưng đi ra. Ok, rồi, đá thẳng chân lên, tập 12 cái. Các bạn yên tâm đi, phụ nữ dai lắm, đừng có sợ không nổi. Rồi, 1. Khối lượng tạ là 45 pound. Thẳng chân lên. 3. Đó. Nhớ là ngồi tư thế số 4 nha. Thẳng chân lên. Khi tập xong cái này chạy qua kia tập liền, không nghỉ nha các bạn. Nghỉ là không có được. Tự đếm 12 cái tự giác kết thúc nha. Đó, bây giờ là thầy phải chỉ nữa. Ở Thor Gym các bạn không còn phải chuẩn bị máy móc nó quá nhiều. Mình lợi dụng cái điểm đó mình nhanh đi. Đi qua bên kia. Đây, vô, tập eo. Mỗi bên 12 cái, tự giác luôn. Hết răng đi. 1 2 Xoay eo. Cái máy tập này có tên là Rotary Toro. Toso. Nẹo lưỡi bạn. Bao nhiêu rồi? Thả chậm thôi nè. Thả chậm thôi. Thả chậm thôi. Thả chậm thôi. Thả chậm thôi. Một set super set đó là hai bài nha. Nó tính là một set chứ không phải là bạn tập nãy giờ là hai set, không phải, mới có một set thôi. Rồi, đổi bên. Đổi bên đồng lẻ lên. Các bạn tập gym nữ tâm kinh mấy kia là chưa có qua cường độ cao. Từ dự án 1 2 3 4 là chỉ là những tập bình thường, mình nắm hết những động tác kỹ thuật từ căn bản cho tới nâng cao, gồm cả free weight, những bài khó như là deadlift và squat. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta bước vào buổi tập cường độ cao thật sự. Nó có những cái biến tấu và những cái kỹ thuật, nó làm cho cái buổi tập chúng ta nó khó hơn, nó hiệu quả hơn, cơ bắp và cơ thể chúng ta nó bị kích thích nhiều hơn, tăng cơ, giảm mỡ. Mà đối với phụ nữ là sự dẻo dai về mặt thể lực, về mặt sức khỏe, cơ bắp nhưng không được thô kệch. Đó là tiêu chí, đủ chưa? Mấy bạn hãy tập có đúng không bạn? Cho nghỉ một phút. Đây, uống đi, trao vào cao một phút. Amino kem. Sao thấy sao nhẹ nhàng mà đúng không? Mới sắp đầu à. Đây là superset dễ nhất, là tầng số 5. Tầng số 6 là superset khó hơn. Và tầng số 7 là freeway xuống núi. Tầng số 8 thả đi tập không dậy nữa. Xong rồi, con gái 7 tầng được rồi. Okay. 7 tầng đại diện cho 7 ngày. 2, 4, 6, 3, 5, 7, chủ nhật. Easy quá, lên tạ một cục đi. Lên đi. No. Lên. Lên nổi đâu. Phụ nữ không cần phải tập mạnh, cố sức. Nhưng mà đừng có tập nhẹ quá. Tập cho nó vừa sức mình. 3. Thẳng chân lên. 4. 5. Thẳng chẳng thôi. Thẳng chân. Đúng rồi. Cố lên, tập trung. Tập trung. Cái bài này các bạn tập phải cứng được cái phần trên này nha các bạn. Bài đùi trước, tập phải cứng vào đùi trước. Và lưu ý là đá, cố gắng đá thẳng chân. Đá thẳng chân là cái lúc mà đó là cơ mình nó bị ép được nhiều nhất. Còn bên kia, trời đất ơi, cái này giảng cho mấy bạn mà, đâu có giảng cho em đâu. Câu giờ nè. Đôi bụng. 1. Chậm nè, chậm. Chậm. Nghe thầy nói là chậm thôi. Cái răng ngắn quá, cái răng dài á. Đó. Cái gì vậy? Cố lên. Mới có set thứ 2 thôi, phê rồi đó.
sắc đầu gáy lắm. Cố lên. Cố lên nào. Tập trung gồng vô cái kho, tập trung gồng vô cái eo. Cái bài tập này nó làm cho các bạn giảm mỡ eo, nó làm cho các bạn cái cơ và xương sườn ở đây nè nó dày lên, và đồng thời đó, nó làm cho bạn khỏe cái vùng thắt lưng. Nó khỏe cái vùng thắt lưng làm cho chúng ta không bị chấn thương. Cái vùng này thắt lưng là cái vùng mà nó nối giữa cái phần dưới cơ thể, cái là lower body, và phần trên là hết upper body. Nó là cái kho, là cái cơ mà nó vừa đẹp mà nó vừa mang tính chất là khỏe mạnh nữa, nó cực kỳ quan trọng. Mà cái kho chúng ta gồm có 3 bộ phận. Thứ nhất là phần bụng, kêu là ABS. Thứ hai là phần eo. Thứ ba là phần lower back. Bao nhiêu rồi? Cái răng nhớ dài nha. Phụ nữ cứ tập dẻo dai, đẩy đưa, cưa cẩm đẩy. Rồi, uống intra và cao. Đi được 2/3 chặng đường rồi đó. Cái giao án super set nó rất quan trọng cho phụ nữ, và nó rất quan trọng cho nhân viên văn phòng chúng tôi. Tại sao? Tại nó tập rất là nhanh. Một buổi tập của bạn rất là nhanh. Buổi tập của bạn chừng lắm, cao lắm là nửa tiếng đồng hồ thôi. Và nửa tiếng còn lại á là bạn sẽ chạy cardio hoặc là tập một số bài functional bạn thích. Tại sao buổi tập như vậy đó là gọi là hiệu quả? Tại chúng tôi là thể hình phục vụ cuộc sống. Nó hướng tới cái vẻ đẹp hoàn mỹ, nó hướng tới vẻ đẹp khỏe mạnh của nhân viên văn phòng, của những người trí thức, nên nó cần phải có cái thời gian là cardio, có thời gian là cardio để cho chúng ta mang cái sức khỏe nó toàn diện, overall healthy. Nó tóm lại á là buổi tập nó khá đầu tư, mình phải đầu tư mình mới có được cái năng lượng, cái energy và cái sự phục hồi liên tục như vậy, để chúng ta có thể bươn chải, chúng ta có thể tập luyện trong một khoảng thời gian ngắn với một cái số lượng rep cao, với một số lượng tạ lớn, để chúng ta đạt được cái điều mà người ta tập 2 tiếng. Tập trung nha, hồi nãy cái này là thấy hơi cheat rồi đó, cheat lặng gian đó các bạn. Tập trung, nghiêm khắc với bản thân, không có lừa dối. Dừng, đúng rồi, chậm rãi, full rang. 2. Đó, thẳng lên. Cái bài này sẽ giúp cho bạn giảm mỡ đùi. Giảm mỡ đùi cái đây, bạn yên tâm đi, phụ nữ đùi nó bự không nổi đâu bạn. Trừ khi nào á mà cái lượng mỡ nó giảm xuống nhiều rồi đó, thì sau này cơ nó mới phình ra được. Chứ bạn nghĩ cái đùi này tập chỉ có giảm thôi chứ không giờ tăng. Mà muốn tập như vậy á, chúng ta phải đẩy cái số rep lên tới 12 cái. Không có làm biến như mấy hạng trai tập có 6 cái, bao nhiêu rồi? Có đúng không vậy các bạn? Các bạn đếm rep rồi nha, tôi không biết có đúng không nha. Rồi qua đây, lúc này là cơ bắp bạn được work liên tục, burn fat, và kết hợp với chế độ ăn uống healthy nữa thì chắc chắn là phải tăng cơ giảm mỡ thôi. Một ngày bao nhiêu gói lean body đây? Rồi cố lên, set cuối nè, set cuối tập khô máu, không có khái niệm 12, tập tới gục ngã. Set cuối, cố lên, ngẩng mặt lên nhìn đời đi. Vô chậm nè, xích cuối rồi, xích cuối của bài này rồi. Chút xíu quay còn có vài video nữa thôi. Vô, vô nè. Rồi, minh họa cho bạn một set super set hoàn chỉnh. Trong một buổi tập đó chừng cao lắm là dự bị thiết kế cho bạn 4 set thôi. Rồi sau đó cardio. Nếu các bạn tập trung bằng coi video này cho kỹ thì các bạn sẽ tự tập superset được đó. Ở đây là tầng 1 là Duy Nguyễn, chỗ superset đầu tiên Duy Nguyễn chỉ thiết kế cho các bạn là những bài tập với máy Structuride, để lợi dụng những yếu tố như đầu video Duy Nguyễn đã nói. Và ở tầng số 6 đó thì sẽ khó hơn, sẽ có một số bài freeway và thậm chí sẽ có một số bài bonus. Rất nhiều cách kích thích cơ superset làm cho cơ bắp chúng ta trở nên bối rối, và nó là một trong những cái kỹ thuật áp dụng sau này trong những giáo án lớn hơn như Lean Body hay là như FST7. Nhớ, Superset và Dropset là hai giáo án nền tảng. Nền tảng tức là nó không có cái giáo án chuyên nó, nhưng mà cái cách tập Superset này nó sẽ nằm ở trong những cái giáo án khác, những cái chương trình khác mà bạn có thể áp dụng. Sao rồi, khỏe không? Sao nhìn thấy ghê? Thì thầy nói tập đến kiệt mà. Rồi, kiệt chưa? Kiệt rồi, kiệt sức rồi. Đây là một giáo án rất thích hợp cho phụ nữ đặc biệt, và nói chung là nhân viên văn phòng cách tập này rất là ok. Chứ còn nhân viên phòng sẽ không có nhiều thời gian mà ngồi la phòng gym 20 tiếng ngày này nọ. Họ phải đi làm, tan ca lúc 5 giờ, sau đó chạy video phòng gym lúc 5 giờ rưỡi, và hầu như họ đã bị out of năng lượng trong cái mấy ông chủ khó tánh nó bào rồi đó. Nên khi mà nhân viên phòng tập là phải đầu tư nè, rì hoặc cao nè, intra hoặc cao nè, nãy mà đã uống rì hoặc cao rồi. Và cái những cái ngụm intra hoặc cao này nó sẽ giúp cho các bạn phục hồi trong lúc tập, nó phục hồi trong lúc tập nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với uống nước lạnh và thậm chí không uống gì. Nhờ cái này mà chúng ta mới có theo đuổi được những cái giáo án cường độ cao. Đây là cái bài toán kinh tế, bỏ mấy chục ngàn ra mua muỗng này, nhưng mình có một buổi tập đáng giá mấy trăm ngàn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn trên những cái bạn chinh phục cái chặng đường superset gym nữ tâm kinh tầng số 5. Bye bye.